Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu clip nhường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Ngân Ngân Thành, anh em Mèo Chan, anh em KKK, anh em Hoàng Nguyễn, anh em Tèo, anh em Quân Sang, anh em Phạm Minh Tuấn, anh em Nguyễn Toàn, anh em City. Tiếp đó là anh em Trung, anh em Tuấn Tạ, anh em Hạo Lam, anh em Huy Phan, anh em Tài Nguyễn, anh em Boom Boom WCS, anh em Bảo England, anh em Mabel Oliver MCUVN. Và cuối cùng là anh em Lê Duy Khánh. Cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định, ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Trong cái video clip ngày hôm nay, nó là một cái video clip đặc biệt. Đấy chính là video clip kỷ niệm ngày 1 năm rưỡi anh em Nguyễn Hưng đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi. Thì nhân cái ngày hôm nay tôi cũng xin được cảm ơn anh em Nguyễn Hưng đã hỗ trợ cho kênh cả về mặt vật chất lẫn mặt tinh thần rất là nhiều. Anh em đã ủng hộ tôi trong suốt cái khoảng thời gian 3 năm, chứ không phải là 1 năm rưỡi. Đấy, 1 năm rưỡi là đăng ký hội viên thôi, chứ còn là anh em Nguyễn Hưng là xem tôi từ rất lâu rồi. Một trong những cái anh em mà fan bê tông. Đấy, fan bê tông cốt thép luôn ở trên kênh. Đấy, hy vọng là anh em Nguyễn Hưng sẽ tiếp tục giữ vững cái tình cảm đấy về sau nha anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn hôm nay thì tất nhiên là cũng giống như mọi cái video mà kỷ niệm, những cái kỷ niệm 1 năm này, kỷ niệm 5 rưỡi, hay là kỷ niệm những cái ngày sinh nhật, thì luôn sẽ có những cái yêu cầu lắt léo đến từ phía các anh em mà tôi tổ chức cho đấy. Thì hôm nay là cái ngày của anh em Nguyễn Hưng. Thì nói thật với anh em là cái bộ line up mà anh em Nguyễn Hưng yêu cầu tôi ấy, đấy, mong muốn là tôi có thể thực hiện được, thì thực sự là nó bố của lắt léo luôn, cực kỳ khó khăn đấy. Và cái thời điểm này tôi phải nói thật với anh em, nó cũng ra những cái bài toán nó quá khó ấy. Thì thực ra là rất khó, rất khó đối với tôi, như đánh đố luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì bây giờ tôi queen gần 1000 điểm rồi. Đấy, bây giờ leo lên cái mức queen gần 1000 điểm rồi. Là để mà múa được những cái bộ mà nó quá khó ấy, thì thực sự là rất là khó. Đấy, nhưng mà thôi được rồi, thì cũng là vì là kỷ niệm 1 năm rưỡi. Đấy, tức là cái hội viên này là cái hội viên mà phải nói là tier, nó phải gọi là tier S đấy, ở trên kênh đấy. Nên là tôi sẽ cố gắng tôi làm. Mặc dù là hôm qua tôi nghe thấy anh em Nguyễn Hưng có nói là anh ơi anh có làm được cái bộ này không? Đấy, anh nhắm xem là có làm được cái bộ này không? Thì tôi cũng bảo là khó mà, tôi bảo khó luôn. Tôi bảo là rất khó, đấy, nhưng mà tôi sẽ cố gắng là tôi làm. Đấy, khó lắm em ạ, nhưng mà anh cố gắng anh làm. Đấy, để biết là tôi chiều thế nào nhá anh em nhá. Tôi rất chiều anh em hội viên đấy. Nhưng mà đây nó, tôi cũng nói trước, tôi dặn trước anh em nhé, đây nó sẽ không thể là nó thành một cái thông lệ rồi nha anh em nhé. Đấy, chỉ ưu tiên cho các anh em mà trên 1 năm thôi, thì tôi mới cố gắng nữa làm thôi. Còn các anh em hội viên ấy, các anh em cũng nhắm vào cái bộ nào mà nó dễ làm thôi. Chứ còn khó quá là nhiều khi là tôi cũng bỏ qua nha anh em nhé, tôi cũng không làm được đâu. Bởi vì cũng không có quá nhiều thời gian để có thể là ngồi mà cày game được. Đấy, rồi. Ok. Và anh em Nguyễn Hưng đúng không? Anh em từ lấy giờ tôi có chia sẻ thì anh em có cái gì đấy anh em comment vào nhá. Còn đối với các anh em viewer ấy thì tôi cũng biết là các anh em đang rất tò mò, không biết là anh em Nguyễn Hưng là yêu cầu cái bộ gì. Thì cái bộ này anh em cứ biết trước đi. Đấy, tôi cũng nói chia sẻ gọi là bật mí trước là cái bộ mà nó khó vãi đái luôn. Và nó không ai chơi luôn. Đấy, mà nó cực kỳ yếu luôn. Đấy, thế nhưng mà thôi được rồi thì cũng cố gắng nhá anh em nhá. Còn nó là cái bộ gì thì anh em có thể xem cái cách xây dựng dần dần thì nó hay hơn. Là cái việc là anh em bột pháp tôi nói luôn. Đấy, hay là có một vài anh em là tua đến cuối thì thực sự là nó mất hay. Bởi vì nếu mà tua đến cuối luôn ý, cái quá trình mà xây dựng bộ đấy thì nó vãi cứt anh em ạ. Anh em biết không, tôi đã phải lên một cái kịch bản dài 2 trang. Tí nữa tôi sẽ kể cho anh em cái quá trình để mà thực hiện được cái video này. Quá khó anh em ạ, phải nói là quá khó. Đây này, ui anh em thấy không? Nó đâu có phải là dễ đâu. Nó lại ra cái bài như này cơ anh em ạ. Làm cho tôi rất là phân vân này. Anh em cũng có thể đoán dần nhá anh em nhá. Đoán dần những cái con tôi mua ở hàng chờ và những cái con tôi đang để ở trên bàn cờ. Ok. Tất nhiên là anh em sẽ không thể đoán được đâu. Tôi biết chắc chắn là cái điều đấy. Con game này là một con game vãi cứt đối với tôi. Tôi phải nói thật với anh em. Anh em phải biết là 2 trang kịch bản nha anh em nhá, để đưa ra được những cái tình huống ở trong game ấy để còn xây dựng theo ấy. Nó khó với đái luôn. Tôi còn phải cố gắng rồi, tôi còn phải là đánh chuỗi thắng nữa cơ. Chứ còn cái bộ mà anh em Nguyễn Hưng mà để mà chơi chỗ thua ấy, xong hai bron ở level 7 là một sai lầm. Đấy, tôi đã thử rất nhiều rồi, tôi biết. Không dễ chơi đâu. Khó lắm anh em ạ.
Bởi vì cái bộ đấy nó có ăn được ai đâu. Thua hết mà. Đấy, thua hết. Nên game thì có đồ thì mới chơi được. Chứ còn nếu mà form từ đầu thì chắc chắn là chết. Nên là tôi phải form dần dần anh em ạ. Qua quá trình xây dựng rồi. Ok, hiện tại tôi sẽ tận dụng cái con Dominator nha anh em nhá. Như tôi đã nói với anh em là kể cả trong cái quá trình mà xây dựng đội hình ấy, tôi đã vạch ra cái kịch bản là tôi sẽ phải chơi Dominator. Đấy, để tôi chơi Gladiator rồi. Sau đó tôi chuyển về. Đấy, từ nha. Bây giờ là chúng ta sẽ có là Hunter đúng không? Ok. Siling Archer. Rất khó khăn luôn. Ok, ở đây có con mèo, tôi rất buồn con mèo này mà tôi bây giờ tôi chưa biết bán nó gì cả anh em ạ. Đấy, anh em lại nhìn thấy xuống phía dưới là vẫn có cầm những cái con Wario. Ờ, tại sao lại như thế? Anh em Nguyễn Hưng biết, nhưng mà các anh em thì không biết đâu. Anh em Nguyễn Hưng thì biết. Đấy. Anh em Nguyễn Hưng biết là tại sao. Tại sao tôi lại có cả kẹp cá bây giờ, tôi lại có cá ở dưới và ủ khó lắm anh em ơi. Khó cái đài luôn. Từ từ nhá. Dominator vứt. Rồi, kẹp mèo vào. Ok. Up cấp lên 6 đã này. Đấy, xong anh em Nguyễn Hưng lại giật mình luôn khi mà tôi làm cái pha như này nha anh em nhá. Anh em Nguyễn Hưng lại bắt đầu giật mình này. Chuẩn bị giật mình này Hưng ơi. Hưng ơi. Tôi sẽ bán cái con này đi. Tôi sẽ bỏ cái này luôn. Đấy. Bán luôn, mua cái này. Ok. Anh em thấy đã giật mình chưa? Khó chưa? Bắt đầu thấy khó đấy. Bắt đầu thấy khó khăn rồi đấy. Còn anh em xem kênh, các anh em viewer thì cũng chưa hiểu tôi đang làm cái gì. Anh em cứ bình tĩnh nha, anh em không cần phải hiểu vội đâu. Cứ từ từ. Bởi vì cái game này nó sẽ rất là vãi đái anh em ạ. Vì cái đội hình của anh em Nguyễn Hưng ấy, nó quá khó nên là nhiều khi là nó sẽ rất là lất léo đấy. Anh em sẽ không đoán được cho đến khi nào mà tôi form được cái đội hình nha anh em nhá. Nó khó lắm anh em ơi, không dễ đâu. Rồi, hy vọng là tôi sẽ có cái chuỗi này. Cố gắng làm nào để có thể là giữ chuỗi nha anh em nhá. Người chơi hệ chuỗi thắng mà, nên là nhiều khi là tôi cũng không có. Ví dụ như anh em Nguyễn Hưng mà yêu cầu tôi một cái bộ gì đấy ấy, thì tôi sẽ không chơi cái bộ đấy ngay từ đầu để mà anh em dễ nhận ra đâu anh em ạ. Thường là tôi sẽ... Đấy, người chơi hệ chuỗi thắng thì tôi tận dụng những cái con mà tôi được cho thôi. Đấy rồi, được đấy. Có nên mua luôn cái con cung đen vào chơi không nhỉ? Một cặp cung đen. Nếu thế thì anh em Nguyễn Hưng lại giật mình đến phát lửa rồi. Đấy, tôi bán đây. Anh em này. Đấy, anh em Nguyễn Hưng lại giật mình. Dã man thật sự. Không biết là anh em Nguyễn Hưng, cái lúc mà tôi đang chơi con game này thì anh em Nguyễn Hưng đang làm gì? Liệu rằng có hát xì hơi quá nhiều không? Nếu mà anh em đang hát xì hơi nhiều thì đấy là do tôi đấy anh em. Thì anh em cho tôi xin lỗi nhá. Nhưng mà anh em xem cái clip này anh em sẽ hiểu. Đó. Ok, mèo 7 con. 7 con là súng 2 rồi. Ok. Likute. Likute gặp đi thế nào? À, Likute gặp rồi. Ui giời. Likute gặp ở round đầu tiên rồi. Khổ. Tôi gặp Likute ở round đầu tiên. Tôi nhớ mà. Đánh thua đấy, cái round đầu tiên tôi đánh thua. Tôi cũng đang có chuỗi này. Hay quá. Bán cái con kia mất rồi. Chán thế nhở. Thôi bán luôn cho anh em Nguyễn Hưng lại giật mình. Ui giời ơi, chán thế. Mẹ, Likute mất chuỗi này. Cay thật anh em ạ. Tôi gặp Likute rồi. Tôi gặp Likute ở round đầu tiên. Thôi để xem là người tiếp theo. Evilman. Evilman chưa gặp. Evilman ấy. Nói chung là Evilman thì cũng yếu thôi, mới level 5. Đúng không? 4 con 2 sao à, cũng to đấy. Không sao, to thì tí nữa là tôi sẽ up cấp luôn, ra sao. Không có cái gì mà phải sợ cả. Tôi sẽ kiếm thêm cái con dài cá. Tôi lại vừa lấy tôi định không chơi dài cá nữa, nhưng mà sau tôi lại quyết định là tôi lại chơi 6 Hunter anh em ạ. Hay quá nhờ. Rồi, up cấp lên 7 rồi anh em ạ.
Mấy hôm nay thời tiết nó thay đổi nên là tôi nó bị họng anh em ạ. Cái họng của tôi nó có vấn đề. Anh em thông cảm nếu mà có chút ho vắng. Cái con Scotman là nếu mà tôi không bán là tôi lên được 2 sao đấy. Là ngon lành đấy, kẹp đỏ, kẹp với Scotman, kẹp với cả bà Hunter. Nhưng mà thôi đấy, tôi hết tiền rồi anh em ạ, nên là tôi cũng không ôm nhiều. Bây giờ tôi có một cái con 1 đô sắp lên 2 sao rồi, tôi chơi luôn thôi. Cái con người đá lên 2 sao rồi tôi bỏ vào tôi chơi thôi. Đấy, còn nếu mà nó không lên 2 sao thì chắc là tôi cũng bán thôi. Và nếu mà tôi bán ấy thì tôi đảm bảo với anh em luôn là anh em Nguyễn Hưng lại giật mình lần nữa. Tôi không biết là anh em Nguyễn Hưng sẽ còn giật mình bao nhiêu lần nữa ở trong cái con game này. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng phải bớt lại một chút, bớt lại một chút, không là anh em Nguyễn Hưng ấy, anh em giật mình nhiều quá, anh em lại dùng mình thì coi như là chết tôi. Anh em nhá. Vãi đái, Nguyễn Ly to ấy, Assassin được căng nhờ. Nguy hiểm nhờ. Rồi khép góc thôi anh em ơi. Vớ vẩn rao sau gặp Assassin thì ăn cứt. Khép góc vào anh em ạ. Như này ăn được Assassin không? Con súng sẽ bị sồ đầu tiên đấy. Để như này súng bị sồ đầu tiên. Nhưng mà để như này thì nó lại an toàn với những cái bộ khác nữa anh em ạ. Những cái thằng như là TB 2 tia ghép hai món đồ tím này thì cũng là rất là nguy hiểm đấy. Lấy full đồ ở đây rồi. Các thằng gặp luôn Assassin này. Mẹ ơi, lên 7 kẹp 6 Assassin rồi hả? Căng thế. Ăn được không? Ăn nổi không? Ăn được. Anh em ơi. Hay quá, thoát được cái cổng Assassin này là ngon rồi đấy. Quá căng thẳng. Đây rồi. Đấy. Rồi kẹp đỏ vào luôn anh em nhá. Mèo chắc giải tán thôi. Ok. Thế chúng ta có đủ bộ rồi. Bây giờ kiếm thêm một con Hunter nữa đúng không? Thiếu một Hunter, 6 Hunter. Ok, đồ này sao? Đồ này tôi chắc là tôi vẫn chưa có thể chốt được cái gì đâu. Anh em ạ. À lấy được cái không, chưa lấy được. Chả lấy được cái gì cả. Tôi vẫn giữ anh em nhá. Đồ này chưa lấy được. Bởi vì cái bộ của anh em Nguyễn Hưng ấy, đồ của nó cũng vãi cứt nên là tôi cũng chưa dám lấy đồ. Anh em biết là tại sao mà tôi lại có hai con ốc ở dưới không? Đấy, anh em có thể đoán nhá. Đây, đây rồi, con ốc lên 2 sao này. Anh em cứ đoán đi. Nói chung là anh em sẽ, tôi đảm bảo với anh em luôn, đến cái tầm round 13 này không ông nào đoán được. Nếu mà tua đến cuối, không ông nào đoán được luôn. Tôi hứa với anh em luôn. Chỉ có ngoài anh em Nguyễn Hưng ra thì không có ai biết được tôi đang chơi cái gì. Cái gì mà lại liên quan đến Hunter, mà lại liên quan đến một con Marine, hay là một cái hệ gì đấy, nó là hệ Assassin. Ờ, sẽ có nhiều anh em sẽ đoán, nhưng mà tôi hiểu ý anh em định đoán nó là nhưng không phải đâu anh em. Anh em đoán sai rồi đấy. Rồi còn tôi đang nhìn thấy là ở đây có một cái bộ Assassin nó rất to ở đây. Đấy, nên là chơi Hunter á, chơi Hunter là xuống hố. Nói cho nó nhanh. Anh em sẽ đoán là Assassin kẹp với cả 6 Hunter chứ gì, 3 Assassin chứ gì. Anh em cứ đoán đi. Tôi nghĩ là đầu game cũng sẽ có ông đoán là như thế rồi đấy. Đấy, nhưng mà không đâu anh em. Không phải đâu. Nếu mà nó dễ đoán thế, tôi cũng chả phải nói với anh em từ đầu con game là không phải là như thế anh em nhá. Rồi. Cứ bình tĩnh. Cái bộ này nó khó nên là tôi phải xây dựng lần lượt thôi. Và chắc chắn là tôi sẽ phải đánh chuỗi thắng, bởi vì cái giai đoạn mà chuyển bài ấy, đấy, nó sẽ vãi đái lắm anh em ơi. Chuyển bài mất máu nhiều. Thiếu một Hunter. Bây giờ là chúng ta có ở đây nó là kẹp hai đỏ đúng không? Hunter mà là ở rao sau là nếu mà có Hunter là lên 8. 6 Hunter kẹp với cả hai đỏ. Nếu mà ra là con giải cá nó sẽ là hai bit nữa. Thì ổn áp luôn. Chúng ta sẽ ổn đến rất lâu nữa, đến về sau. Sẽ ổn đến khoảng rao 20. Khả năng là sẽ không có ai cắt chuỗi được tôi đâu. Trừ những cái bộ như là Clyde này. Full bộ thì mới ăn được. Nhưng mà tôi đã chuẩn bị ở đây là cái giáp thép tôi đợi rồi. Ok. Tôi đã ghép cái giáp thép tôi đợi để tôi ăn cái bọn Clyde rồi anh em ạ. Không sợ. Có giáp thép không sợ Clyde nữa.
Ok anh em nhá, rồi chúng ta sẽ up cấp lên 8 thôi. Riêng mà bộ Hunter mà có giáp thép ấy thì bọn Lai ở trong cái thời điểm từ round 15 ấy đến round 20 là không có cửa ăn được đâu. Nó phải sau cái round đấy, nó phải sau cái khoảng thời gian đấy nó có những cái món đồ tím đủ để có thể là clear được cơ. Hai tia búa sét. Đấy. Nó sẽ phải có những cái món đồ như thế thì nó mới ăn được. Licote đang soi bài đấy, căng thẳng thế bạn ơi. Đùa, thật là như thế luôn. Chuỗi này nhắm được ăn được thì ăn thôi, nhưng mà tôi nghĩ là không có cửa ăn được đâu, kể cả là assassin. Bỏ con dài cá đi. Đủ bộ à? Ơ, Licote chào tôi kìa. Không phải anh em ạ. Hóa ra là fan. Ui giời. Thế mà em lại cứ làm cho anh hiểu nhầm, lại cứ tưởng là định xếp bài ăn chuỗi counter anh. Ừ, thế thì chào em nhá. Xem clip live mới gặp à? À thế à? Xem clip anh lâu chưa mà bây giờ mới gặp. Trời. Thế là cũng là may mắn đấy chứ nhở. Đấy, xem clip lại gặp luôn anh ở trong game. Thế là ngon quá là nữa, ngon nghẻ quá là nữa. Lần đầu tiên gặp à? Ừ, thế lần đầu tiên gặp thì có quà gì không em? À không, anh xin lỗi là không phải. Mà là anh nói nhầm, nói nhịu. Lần đầu tiên gặp thì có gì muốn nói với anh không em? Xem video của anh mới thoát gác cổng à, cảnh gác cổng à. Ok, đấy, lời đầu tiên em nói là em đang quảng cáo hộ anh luôn trên kênh của anh. Đấy, chính là em đã chứng minh cho là những cái gì mà anh đang thực hiện là nó đang giúp đỡ mọi người. Chứ không như những lời một vài những thằng anti nói là anh là bốc phét, anh chém gió, anh lừa anh, mọi người. Đùa, thật. Bao nhiêu người ở kinh 1 à? Ok, đã cũng được rồi. Kinh 1 là chuẩn bị lên queen rồi đấy em. Đấy, bao nhiêu người xem video của tôi là lên được top server đấy anh em. Không những là chỉ là rank queen thôi nhá, mà lên hẳn top server đấy anh em ạ. Đấy, còn trải qua là anh em nhìn thấy tôi không phải top server, anh em đánh giá hơi thấp tôi thôi. Nhưng mà bởi vì là tôi không có thời gian anh em ạ, chơi ít. Mới chơi có hơn 100 trận như mấy đâu. Cái arc chính của tôi là chơi có 60 trận. Cái arc phụ này chơi có hơn 100 trận thôi. Đấy, nhưng mà queen anh em biết queen bao điểm rồi không? Gần 1000 điểm rồi. Đấy, anh em biết là cái hạng trung bình của tôi là nó cao đến cỡ như nào. Cao đấy, hơi bị cao luôn đấy. Đấy mà đấy, cái arc này là cái arc phụ của tôi. Tức là vừa chơi content đấy nhá, làm content theo yêu cầu ấy. Vừa chơi vừa quit game luôn đấy. Ui rồi gặp Lai xếp vừa lấy sang counter đúng không? BP mới lên queen à. Sang xếp bài counter tôi cứ để mặc kệ mà. Bởi vì tôi biết là Lai không bao giờ có cửa ăn được cái bộ này. Không có cửa khi mà tôi lấy giáp thép anh em ạ. Lấy giáp thép thì cửa Lai đâu có cửa ăn được cái bộ Hunter đâu. Không có cửa. Cửa Lai chỉ ăn được cái Hunter khi mà sau cái round 20 nếu mà không có giáp thép. Đấy. Đây rồi. Giải cá thay con này ra có beat nữa này. Thôi bán con này đi luôn. Bán con Medu đi để lấy tiền. Bộ này nó chỉ cắt chuỗi được bộ Hunter khi mà bộ Hunter không có giáp thép thôi anh em ạ. Không có giáp thép thì mới cắt chuỗi được. Đấy, còn nếu mà để dí thẳng mặt thế này nhá thì xác định là thua thôi. Mà kể cả là xếp như nào thì cũng thua thôi. Khi mà bộ Hunter là có giáp thép ở cái giai đoạn giữa game này thì hiếm có bộ nào ăn được lắm. Trừ bộ Bết. Đấy là Bết bắn trưởng Thunder Spirit 2 sao già 2 thì mới ra một cái cửa ăn. Đấy, tôi đứng ở đây, tôi đứng vào một cái vị trí mà cái đội hình mà nó được bao bọc bởi cái giáp thép như thế này thì kể cả là đối thủ có to hơn đấy, có cả cung 3 sao luôn vẫn không thể cắt được chuỗi của tôi, anh em thấy không? Đấy, nó là kinh nghiệm rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên dần nha anh em nhá. Đấy, bài bắt đầu ra rồi đấy. Bài bắt đầu ra hình rồi đấy. Rồi bỏ này đi đã. Nhìn thấy hai thằng Clay bây giờ nó không có cửa với tôi đâu. Tôi nói luôn với anh em là mấy thằng Clay ấy không có cửa đâu. Chơi Eco Clay để cắt chuỗi vào cái bộ Hunter đánh chuỗi thắng. Đấy, cũng là biết chơi. Đấy, phải nói là biết chơi. Biết chơi đấy, phải nói là mấy cái người mà eco ấy, xong rồi chọn cái con đường Clay là biết chơi đấy. Đấy. Đấy là tại làm sao mà lại chơi Clay, bởi vì là cái người đang đánh chuỗi thắng đúng không? Là tôi đang chơi là Hunter. Ok. Đấy, đây nó là lý thuyết. Lý thuyết nó là như thế. Chuẩn. Đấy, chuẩn bài. Rất biết chơi.
chọn, rất biết chọn lineup để eco, để lật kèo bằng cách xả tiền, sau đó cắt chuối của người đang đánh chuỗi thắng bằng cái bộ counter và bộ người đang đánh chuỗi thắng. Biết chơi đấy. Đấy, nhưng mà nó chỉ là lý thuyết, anh em hiểu không? Còn trên thực tế tôi đã ghép cái sẵn cái giáp thép rồi. Đấy, trên thực tế tôi đã ghép sẵn cái giáp thép để làm sao? Để coi như là chống lại cái bọn Clyde. Tuy nhiên cái giáp thép đấy nó chỉ coi như là giúp tôi đến cái round này thôi anh em ạ. Đến round 21 rồi, sau round 21 gặp lại Clyde thì Clyde nó có thêm đồ. Đấy, có thêm cái đồ tím thì khả năng là mất chuỗi nó là rất cao. Nhưng mà anh em ơi, anh em có biết không? Tôi cũng đã tính trước cái điều đấy rồi anh em ạ. Tôi đã tính trước đến cái vấn đề là tôi sẽ gặp hai thằng Clyde ở giai đoạn mà sau khi họ xả tiền rồi, để làm thế nào để tôi chống lại bọn Clyde, tôi không bị mất chuỗi bọn Clyde nữa. Đấy, nên tôi đã tính trước, tôi đã để sẵn ở dưới này những cái con mà tôi chuẩn bị tôi chuyển sang để tôi đấm lại bọn Clyde rồi anh em ạ. Anh em cứ yên tâm, đã tính trước lúc đi rồi anh em ơi, bây giờ chỉ sợ assassin thôi. Witcher thì nói chung là yếu á, không ăn thua. Bây giờ tôi chỉ sợ assassin thôi anh em nhá. Đấy, còn anh em vẫn có thể là anh em vẫn chưa biết là tôi chuyển sang cái gì đâu. Đấy, nhưng mà anh em Nguyễn Hưng thì chắc chắn anh em sẽ biết. Rồi yên tâm, bọn Clyde đó là một sai lầm của bọn Clyde đấy, khi nghĩ là có thể là chơi chơi Clyde và cắt chuỗi được của tôi. Anh em cứ tin ở tôi nhá, sắp rồi. Yên tâm là Hunter có giáp thép ấy mà đồ như này này thì chúng ta sẽ vẫn có thể là giữ được cái chuỗi này đến khoảng round 25. Anh em cứ tin tôi. Đấy, và đây là tôi đang đánh ở cái mức đánh queen đấy nhá anh em nhá. Gấu assassin 2 sao. Được bạn ơi, được bạn ơi. Nhưng ui giời ơi. Chưa. Về đấy. Round 22. Rồi, từ từ đã nha. Lee Kute mới nguy hiểm. Lee Kute là có bộ là 6 assassin. Hunter mà để mà trượt một cái mà cái con cung đen của tôi mà nó trượt ra ngoài một cái là có khi là tèo đấy, phải cẩn thận nhá. Tốt nhất là nên đứng im. Hy vọng là con cung đen của tôi nó sẽ đứng im. Ở đây ngoài những cái con Hunter ra thì những cái con Warrior nó cũng sẽ được cộng đam nha anh em nhá. Nên là đam nó cũng to như thế thôi. Đấy, VG Gin, ok. Cái bộ này thì không sợ lắm anh em ạ. Bộ này thì cái tầm này tôi chưa sợ. Bởi vì làm sao, Hunter bây giờ đang là kẹp Ego Seed, kẹp với cả Beat. Kèm theo đấy nó là cái gì, là cái giáp thép ở đây. Nên là cái việc mà ăn được cái bọn Knight này thì nói chung là vẫn ăn được thôi. Trừ khi là sau round 25 đấy, có món đồ cam thì bọn này nó mới có cái cửa ăn được tôi. Tầm này vẫn chưa ăn được đâu anh em ạ. Hunter giờ vẫn đang bá nhá anh em nhá. Rồi tôi sẽ roll nhá anh em nhá. Tôi sẽ roll, đây rồi. Rồi rôn cái lửa, ok. Rôn cái lửa, rôn cái lửa. Từ từ nhá. Thế này hơi căng thẳng nhá, bán con này đi. Bán con này đi, từ từ nhá. Đánh chậm mà chắc anh em ơi, chậm mà chắc, từ từ nhá. Rôn dần dần thôi. Đây. Ok. Lee Kute lại sang soi. Ủa sao em cứ sang soi anh thế, Lee Kute ơi? Sao lại cứ sang soi anh thế nhở? Muốn lấy chuỗi của anh lắm rồi đây. Ui, up lên 9 assassin luôn đấy hả? 9 assassin luôn đấy hả? Căng vậy, căng đấy em. Ui, cung đen sắp chết, cung đen sắp chết. Ồ, chưa chết, chưa chết. Cung đen chưa chết thì anh vẫn thắng rồi. Lee Kute ơi, anh lại ăn được rồi. Em lại không cắt được chuỗi của anh rồi. Khó mà, đâu có dễ đâu em. Dễ thế thì còn gì là tuấn cơm. Rôn tiếp rồi anh em ơi. Đề phòng cái trường hợp là BP nhá. BP sang nhá, BP là nguy hiểm đấy. Rồi hết tiền rồi anh em ơi. Đến lúc rồi. Từ từ nhá. Từ từ nhá. Ok. Ok thôi, dừng lại thôi anh em. Thế thôi, thế thôi, thế thôi. Thôi nhá, đập trứng cho con này. Ok nào, bây giờ sẽ phải chuyển đấy. Tôi sẽ bán một vài con đi.
Bắn con này đi. Ok, tôi phải chuyển trước như thế anh em ạ. Chuyển ở round 24 còn kịp. Sang round 25 ấy là còn sắp xếp đồ nữa cơ. Nên là nếu mà roll ở round 25 ấy, roll ở sau round quái thì chắc chắn là không kịp đâu anh em. Đấy, tôi phải roll ngay ở round 24 là vì thế. Bởi vì 25 ấy, sau 26 là tôi sẽ gặp lại BP. Đấy, BP mới lên queen là sẽ gặp tôi. Rất nguy hiểm. Ok anh em nhá. 25 tháng 2 là sinh nhật em ạ. À? À thế à. Rồi, chúc mừng sinh nhật em nhá. Chúc mừng sinh nhật Lee Kute nhá. Fan ở trên kênh Game Today. Ok. Rồi. Anh em nhìn ra chưa? Anh em nhìn ra chưa? Nhưng mà đen nhỉ, không có đồ. Thôi rồi, lấy cái chén thánh vậy. Tôi cũng không muốn ghép cái chén thánh đâu. Tôi muốn ghép cái giáp xoay cơ, nhưng mà chưa có. Thôi rồi. Tạm thời nó sẽ là như này anh em nhá. Đấy, anh em thấy. Tại sao lại có thể chuyển bài nhanh như thế? Bây giờ chúng ta đang chơi là 9 Warrior anh em nhá. À, cái bộ Warrior là cái bộ mà đấm cái bộ Clive như con luôn. Bây giờ sang đây. BP lên Queen. BP mới lên Queen, sang đây thế nào? Đấy, bạn sang đây hộ tôi cái nào, thế nào? Úi giời ơi anh em, tính như là như sách luôn. Tính toán như là biết trước tương lai anh em ạ. À, anh em thấy không? Bây giờ cái cửa này cái tâm gì mà ăn được tôi. Cái tâm này trời ơi, đun toàn bộ đội hình luôn. Thôi xong rồi. Nhưng mà đây mới là cái bản sao thôi nhá anh em nhá. Đấy, tức là tôi sẽ coi như là vớ vẩn cắt chuỗi hai lần đấy. Đây là cái lần đầu tiên cắt chuỗi. Ok. Chắc chắn là ăn được. Không thể làm mà con này nó ăn được cái con Secret Lancer của tôi đâu. Nó chưa đụng đến Secret Lancer đâu. Có giáp xoay đúng không? Nhưng mà không, không dễ thế bạn ơi. Ui giời. Ơi giời. Tính toán nó là chuẩn đến từ vị trí của Tuấn Cơm. Đấy. Rồi, từ từ nhá. Cuốn tiếp. Giật mình, BB mới lên Queen phải sang xem là tôi chơi cái gì. Ố, ố, tưởng Hunter. Chỉ còn hai con Hunter thôi bạn ơi. Đây, có súng với con cung đen đây này. Đấy, để lại để cho bạn ngắm tí. Chứ còn bây giờ tôi đâu có phải Hunter ở đâu. Anh em thấy không, chuyển bài nhanh vãi cướp luôn. Giật mình. Đùa. Ai đánh ảo ma Calada thật sự. Và tôi phải nói thật với anh em là để mà xây dựng được như này, tôi đã có một kịch bản hai trang nha anh em nhá. Là phải ghi ra những cái tình huống ở trong game, rồi tôi phải ghi ra kịch bản. Nếu mà ra Creator thì phải xây dựng theo cái gì đầu game, nếu mà ra Hunter thì xây dựng cái gì đầu game, nếu mà ra Assassin thì xây dựng từ cái gì trong game. Đấy anh em thấy không, đó là một cái kịch bản dài hai trang đấy anh em ạ. Rồi tôi chúc mừng sinh nhật em Lee đã nào. Đó là một cái kịch bản dài hai trang anh em nhá. Một cái kịch bản mà tôi ghi một cái tình huống xuất phát đầu game có những con gì, sau đó thì phân chia ra từng nhánh một. Đấy, để tôi nếu mà nó ra con nào tôi cứ thế tôi làm theo thôi. Anh em hiểu không? Đấy, BP mới lên Queen lại gặp tôi một lần nữa và thôi lần này thì thôi. Hai lần cắt chuỗi. Ơ, nhưng mà mất chuỗi rồi kìa. BP mới lên Queen lại mất chuỗi rồi, chán thế. Ủa. Chán thế nhỉ? Nhưng mà lấy cái cửa gì mà ăn được cái con ốc ở bữa sau. Ảo thật đấy. Ảo nói là fan cứng của anh 25 rồi. Lần đầu tiên gặp anh à. Trời. Trời ơi, lần đầu tiên gặp anh. Fan cứng của anh 25. Đấy mà lại muốn đấm anh thế Ly ơi. Sao anh thấy mấy cái round vừa rồi ấy, em toàn sang em nhắm nhắm để em đấm anh. Anh nhớ quả mà up lên 9 Assassin để đấm anh. Kinh lắm em ạ. Thật đấy. Em làm anh dùng hết cả mình luôn Ly ạ. Thế Ly có nghĩ là hôm nay anh với em gặp nhau nó là có duyên không Ly? Đấy, ngoài cái việc là khoe cái thành tựu của em là thoát cổng lúc 9 thì em có điều gì nữa em muốn tâm sự với anh không? Đấy mà sao mà có vẻ như là muốn là sang sang nhà anh là nhiều như thế đấy, sang soi liên tục luôn. Đấy, đấy anh nghĩ là em còn gì muốn nói đúng không? Muốn tâm sự với anh. Ừ thế thì nếu mà có gì muốn tâm sự thì có thể là hết trận đấu thì inbox kín vào trong fanpage nha em nhá. Đấy, anh thì có thể là hết cái clip này thì anh cũng đọc clip xong rồi anh cũng sẽ ngồi tâm sự với em. Ừ, cũng được em nhá. Ui rồi ôi anh em ơi, mất chuỗi thằng Hunter rồi. Ôi giời, chán thế. Vãi đài ạ. Đang bốc phét tí. Căng thế nhở. Đấy rồi.
Từ nhá. Để xem nào, có ghép được cái gì không? Chưa ghép. Con gấu này thay vào cho con súng. Ok. Rồi, không cần súng nữa anh em ạ. Như tôi đã chia sẻ với anh em là cái bộ này nó rất khó chơi và cái lượng đồ của nó cũng phải rất chuẩn theo kịch bản của tôi nha anh em nhá. Tức là cái đồ nó không thể khác được so với kịch bản của tôi đâu. Nên là cái đồ tôi chưa dám ghép. Từ từ đã. Nó bắt buộc nó phải có những cái món đồ trấn phái nó mới đánh được late game anh em ạ. Rồi, chắc là 53 tiền sau đó roll thôi. Roll ở level 9. Tôi sẽ roll ở level 9 để form đủ đội hình. Full 2 sao. Đấy. Một vài con sẽ lên 3 sao thì nó mới gánh được. Còn trận này anh em cũng có thể thấy là tầm này đuối rồi. Gấu assassin rất to ở đây. 20 máu luôn ạ, vãi đái. Tầm này đẩy nhiều rồi đấy anh em. Cũng may là cái giai đoạn đầu game ấy, anh em thấy là tôi giữ máu rất tốt luôn giai đoạn đầu game. Cần phải có một cái lượng máu nhiều như thế thì mới có thể chơi được nổi anh em ạ. Chứ còn cái tầm này anh em thấy là từ 97 máu bây giờ tụt xuống 65 máu rất nhanh. Đấy. Tuy nhiên là người chơi hệ chuỗi thắng mà. Đánh ở những cái trận đầu tiên ấy, những cái ván đầu ấy. Đánh là những cái round đầu rất ok. Giữ chuỗi rất tốt. Kết hợp cái quân bài ở trên bàn cờ tạo thành những cái bộ bài mạnh. Đấy. Bây giờ tôi sẽ phải lấy một vài con ở trong cái tình huống là ở trong trận đấu này. Gặp Lai và gặp Assassin nha anh em nhá. Ui, ông PP này lại có tán gái, tranh thủ tán gái luôn ạ. Để xem có cái gì rồi. Đồ dồn cho Avenzo, ok. Ghép đồ luôn. Tôi nhận thấy là Avenzo có giáp xoay. Nên là tôi sẽ ghép cái đồ này luôn. Không nói nhiều. Vậy là cái đồ trấn phái ở round 30 nó chắc chắn là cái gậy như ý rồi anh em ạ. Chắc chắn là cái gậy như ý rồi. Món đồ đầu tiên. Đây là cái món đồ đầu tiên đấy anh em. Còn thực ra cái chén thánh là cái món mà tôi không có muốn lấy. Cái chén thánh là vì không có món nào để lấy tôi lấy thôi. Chứ còn cái món đầu tiên mà trấn phái nó chính là cái MKB này. Nó sẽ có hai món là cấp điên nữa nhưng mà tôi sẽ lấy MKB bởi vì là anh em thấy là có hai nhà chơi Nai. Nên là tôi sẽ lấy MKB trước. Ok. Rồi. Cứ bình tĩnh anh em nhá. Chúng ta còn 65 máu ấy, chúng ta sẽ có quyền là dừng lại ở 9 và roll. Khi nào mà đưa được một vài con lên 3 sao. Đấy, một vài con lên 2 sao full đã thì chúng ta sẽ lên tiếp. Bây giờ áp cấp cũng không thêm được cái gì ngon nghẻ vào đâu. Gặp Hunter chắc cũng thua nhỉ. Hunter cung đen 3 sao có kích hoạt người lùn khá khỏe. Đấy, co chúng ta chết rồi. Nhưng mà chắc là round này lọt một con đó. Lọt hai con, đây là lọt hai con. Không mất nhiều máu lắm đâu. Nhưng mà thằng này hình như là nó đang có một đội hình mạnh nhưng mà nó lại bị out rồi hay sao ấy. Tôi thấy nó đang AFK kìa. 81 máu. Đây rồi. Roll tiếp nha anh em nhá. Sailing à? Sailing cũng được. lại con này. Cũng được luôn. Từ từ nha. Đây rồi. Gấu lên được 3 sao đã này. Từ từ nha. Thôi chết rồi, thiếu một slot. Thiếu một slot, bán con này đi là đủ. Ơ nhầm. Đây. Tí nữa thì mất 9 warrior anh em ạ. Ok. Đang thuê bỏ con ốc ra ngoài nha anh em nhá. Bởi vì chúng ta bây giờ chúng ta cần một cái con Squire. Chính vì cái lý do đấy tại làm sao mà tôi pick cái con Squire vào trong cái đội hình này. Chúng ta có slot ở level 9 cho Squire. Lên 10 chúng ta có thể kẹp ốc được, không sao. Bây giờ chúng ta cần Squire hơn đây anh em nhá. Hiện tại là bây giờ là con đóng vai trò là nam chính, nó chính là cái con Lancer. Hunter đi rồi, anh em thấy không? Tôi bảo với anh em rồi mà, chơi Hunter làm gì có cửa chơi đánh với cả bọn Assassin với Lai đâu. Tôi vừa lấy mà tôi chơi Hunter mà anh em nào mà đoán là Hunter Assassin ấy thì chắc chắn là súng hố từ lâu rồi anh em ơi. Làm gì có cái cửa đánh bọn này. Tôi chuyển sang Warrior, tôi đấm với Clay chứ. 9 Warrior đánh với Clay anh em ạ.
Ok chưa? 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 Ồ ồ. Chắc gì đã ăn được. Không ăn được luôn. Khẳng định luôn là không ăn được luôn. Ồ. MKB đây rồi. Hùi máu hộ tớ cái. Lên nhớ tớ là đang là 9 warrior fake. Khỏe lắm. Rồi, chúng ta đã tìm được nhân vật chính trong trò chơi này anh em nhá. Ra đây nào. Cái gì đấy? Nhường nhường cái gì nhỉ? Tuấn xanh ấy nhỉ? Xanh không xanh, không xanh. Làm gì mà xanh? Roll tiếp rồi. Ra đi bạn ơi. Úi rồi, đây rồi anh em ơi. Lên 10. Xin giới thiệu với anh em nhân vật chính ở trong cái con game này, trong cái bộ phim này nha anh em nhá. Đó chính là con ốc. Ốc kẹp với 9 warrior nha anh em nhá. Plot twist vãi đái luôn anh em ạ. Nhân vật chính xuất hiện ở giây phút cuối cùng. Đấy. Cứu giá. Ok, và đây là chính là yêu cầu của anh em Nguyễn Hưng nha anh em nhá. Anh em Nguyễn Hưng có yêu cầu cái bộ mà kỷ niệm 18 tháng của anh em Nguyễn Hưng, 9 warrior kẹp với cả ốc nha anh em nhá. Đấy, và tôi đã phải nói với anh em Nguyễn Hưng là cái bộ này khó lắm. Nên là tôi, ok, tôi sẽ cố gắng để tôi làm để tặng anh em. Đã có một kịch bản nó rất dài rồi anh em ạ. Phải nói là đây là một cái con game mà xây dựng nó quá khó luôn. Từ trước đến nay tôi chưa thấy một cái layup nào mà nó khó như thế này. Nếu mà anh em không biết thì tôi đã từng thử là Hyperon ở level 7, Hyperon ở level 8, xây dựng chuyển từ Assassin chuyển sang. Đấy. Chuyển từ 6 Assassin, xong rồi 9 Assassin. Đấy, xong rồi chuyển sang Warrior. Đấy, xong rồi lại coi như là chuyển từ Gladiator. Chuyển rất nhiều những cái layup khác nhau. Rất là nhiều những cái kịch bản đã được đặt ra. Đấy, và những cái tình huống đấy tôi đã trải qua hết rồi. Nên là tôi đã ghi ra được, tôi đã soạn ra được một kịch bản dài 2 trang. Để khi nào mà bài nó dài gì thì tôi cứ thế tôi pick theo thôi. Và kết quả anh em cũng có thể thấy ở trong trận đấu này tôi đã làm được cái điều đấy. Đúng là để mà nghiên cứu một cái đội hình ấy, nó phải có thời gian. Và nó cũng phải tốn rất nhiều công sức. Đấy. Anh em có thể xem, anh em có thể thấy là nó dễ dàng như này thôi. Nhưng mà thực sự là nó rất khó đấy anh em ạ. Để mà luyện được, để mà có thể đưa ra là những cái tình huống để xây dựng. Rất khó luôn. Và bây giờ tôi thậm chí là tôi không biết là tôi có thể ăn nổi cái thằng này không đâu. Đấy, đây là mới chỉ là form được thôi nha anh em nhá. Với một cái lượng máu là nhiều. Ý tôi nói là gì? Là tôi có thể chơi được, xây dựng được một cái con game ấy, một cái chuỗi những cái chiến thắng ở giai đoạn đầu game để giữ máu. Để đến bây giờ tôi form được cái đội hình này thì nó là một cả một quá trình xây dựng và nghiên cứu. Đấy, nhưng mà đến cái giai đoạn này nhá, là cái giai đoạn lead game ấy, thì chưa chắc nha anh em nhá, chưa chắc đã coi như lực vào top đâu. Bởi vì là bây giờ anh em thấy là cái bọn Assassin nó quá khỏe rồi. Cái bọn Assassin 2 sao nhảy phát là gần như là chém cái bọn bọn Warrior này như là bùn luôn. Anh em cũng có thể thấy thế. Rất là bùn luôn đấy. Nên là chúng ta cũng sẽ phải tính toán, nếu mà muốn được top 1 lại phải tính toán chuyển một lần nữa. Đây là tôi nói là ở cái giai đoạn này là tôi form rồi nha anh em Nguyễn Hưng nhá. Nên là anh em đừng có coi như thắc mắc là tại làm sao mà bây giờ tôi lại mua những con bài khác để tôi chuyển. Để tôi chuyển tiếp để tôi ăn thằng Assassin. Đấy. Còn hai thằng Clyde chắc chắn là ăn được rồi. Hai thằng Clyde thì đương nhiên là ăn được. Bởi vì làm sao? Bởi vì là tôi là chơi 9 Warrior. Đấy, tôi chuyển ra là từ Hunter. Đấy, xong rồi bọn Knight đúng không? Bị cú lừa anh em hiểu không? Giữa game là cứ tưởng là tôi đánh Hunter. Đấy. Thế là bọn Clyde nó Echo Clyde mà. Thế là lật kèo, là chơi Clyde lật kèo. Nhưng mà biết đâu là tôi chơi Hunter nó chuyển sang phát sang Warrior. Giật mình luôn. Đấy, là không ăn được. Thế là bây giờ là chỉ còn lại mấy ông Clyde nhưng mà có ăn được tôi đâu. Đấy, thế mà vừa lấy cái ông BP mới lên Queen có thắc mắc là tại sao mà đi Hunter. Đấy, đi Hunter thì lại không đi Hunter, cung mạnh mà lại không đi, mà lại ý chuyển sang Warrior. Là vì để đấm ông nhưng mà để làm gì nữa. Cái câu hỏi nó rất là dễ trả lời, thế mà cũng không trả lời được. Thế thì chứng tỏ là cũng mới lên Queen thật. Đấy. Còn nói thật là tất cả nó đều có trong tính toán cái cách xây dựng đội hình rồi. Đấy. Tính toán làm nào để đấm được những cái nhà nào tính trước rồi anh em. Đấy, nên là hai cái ông mà chơi Clyde ấy bị một cú lừa trong cái trận đấu này. Đấy. Hai ông Clyde xác định là tí nữa là để tôi đấm xong. Đây rồi anh em ơi, tôi đợi mãi cái món đồ này đấy anh em ạ. Tôi phải nói là tôi đợi mãi đấy anh em. Bây giờ nó mới có. Bây giờ thì mới là gọi là chơi được cái này. Cũng may mà ra đấy, không là toang đấy anh em. May quá anh em ạ, ra cái giáp xoay. Cái búa xét là tôi là bị phí một cái búa xét là tôi không lấy. Đấy là tôi bị trưng lại đồ. Do là tôi phải mất hai cái slot cho hai que đầu game. Do là hy sinh hai que để đánh chuỗi thắng.
Thế là cái đồ nó không được chấn phái cho lắm ở trong cái bộ 9 Warrior. Rồi ok. Thôi nha, bây giờ tôi tiễn ông Gin đi này. Ra này tiễn ông Gin đi đã này. 13 máu ơi, chắc chắn là đi rồi anh em ạ. Không ngờ cái cửa gì mà đỡ được luôn. 13 máu. Quá khó cho Gin. Con ốc của tôi nó đã xử hết rồi. Nó xử đẹp hết rồi, xong rồi. Chỗ này là quá thừa luôn, 13 máu luôn. Tôi đã ghép MKB rồi thì Clyde đỡ làm sao? Đây chính là cái câu trả lời đấy. À không 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 không. Nhầm. BP cơ mà, trả lời cho BP cơ mà. Đây, rau này gặp BP, tiễn BP đi này. Nó sẽ là cái câu trả lời cuối cùng. Rồi từ từ nha, tôi lấy con Khan á. Khan á. Con Khan quên. Từ từ bình tĩnh, bây giờ phải chuyển bài anh em ạ. Chuyển bài counter cái thằng Assassin. À Emily, quên. Ok. Đây rồi. Từ từ nha, bán con gì đi đây. Bán con này đi. Ok. Sắp rồi, còn 49 máu thừa sức chuyển được, anh em yên tâm. Ăn được. Trong lúc đấy sẽ counter bằng xếp bài. Rồi nhá, đây sẽ là cái câu trả lời cuối cùng cho bé Pi mới lên Queen. Tại sao lại phải là Warrior mà không phải là Hunter? Quá đơn giản để trả lời luôn. Đi luôn không? Tôi nghĩ là đi rồi. Nếu mà nó bứa con ốc thì là đi rồi. Đi rồi đấy. Chắc chắn đi rồi. Giáp xoay, nhưng mà sắp xoay cái gì? Xoay cái gì? Xoay cái gì khi mà tôi có cái MKB ở đây? Xoay hộ cái. Xong, 11 máu. Đó chính là cái câu trả lời cuối cùng của tôi. Rồi, tiếp theo này. Bây giờ đến cái đối thủ cuối cùng đấy chính là Emily. Anh em cứ bảo tôi không nhường, nhưng mà tôi nhường top 2 đấy anh em. Còn nếu mà tôi không nhường ấy thì tôi đã chuyển bài lâu của tôi, coi như đấm em ấy rồi. Tôi để cho top 2 đấy anh em ạ. Còn tôi dư sức là tôi chuyển sang để tôi ăn em ý. Nhưng mà thôi được rồi, tôi để em ý tôi hai. Thế nên anh em đừng có bảo tôi không nhường nhá. Tôi cố tình tôi đấm bọn Warrior vì tôi để cái bộ 9 hùa đấy anh em ạ. Chứ không phải là vì là tôi không nhường em ý đâu. Nha anh em nhá, phụ nữ lúc nào phải được lưng lưu. Này, tí nữa có gì inbox anh nhá, Ly nhá. Anh vẫn đang nhường em đấy. Anh vẫn đang nhường em đấy. Để em có thể là đấm anh được một chút nữa đấy. Anh vẫn đang nhường đấy. Còn nếu mà anh em bảo tôi không nhường nhá, round sau tôi sẽ không nhường luôn. Đấy, round này tôi vẫn nhường đấy nhá, mà tôi vẫn ăn được đây này. Anh em thấy không? Thôi rồi, xong rồi. Thế round sau thì khả năng Ly bay màu ở cao. Tôi không phải chuyển nữa anh em ạ. Thậm chí là tôi không cần phải chuyển nữa rồi. Quá đơn giản rồi anh em ơi. Cái round vừa lấy tôi nhường đấy, bây giờ mới là không nhường này. Đây này, bây giờ mới là không nhường nhá anh em nhá. Đây này. Vừa nãy là vẫn là nhường đấy nhá, con ốc nó dí vào cái cọc ấy. Rồi ok. Để tôi xem là liệu rằng là Emily có sống nổi cái đau này không. Tôi thậm chí là tôi bây giờ tôi không cần tìm cái con Khan nữa anh em ạ. Dã man thật sự. Thôi xong rồi. Thế thôi anh em ạ. Bài này là chuẩn, là setup rất chuẩn luôn. Bé Ly chắc là cũng không biết là tại sao mà ra đi. Xong rồi anh em ơi, con ốc nó bứa và con Sailing bắt đầu tích cái tốc. Rồi đủ tốc rồi đấy. Ok, thôi xong rồi. Nói chung ý là cái con gấu nó cái cửa gì mà nó xô được con ốc anh em. Còn hai máu ấy đi chắc luôn. Thôi xong rồi anh em ạ. Còn hai con cơ em ơi. Xong phim. Rồi ôi, hay quá anh em ơi. Được à? Trận đấu này nói thật với anh em là nó phải nói là tôi cũng phải phục tôi luôn. Chắc chắn là không anh em nào làm được. Tôi nói thật với anh em luôn là không anh em nào làm được luôn. Đấy, anh em thử đi, anh em biết ngay. Quá khó luôn anh em ạ. Trời ơi, không thể hiểu sao tôi có thể giải được cái bài toán này của anh em Nguyễn Hưng. Rồi anh em thấy hay, để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem những cái clip tuyệt vời của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Đánh cái kiểu gì mà 100% máu đến hết game. Mà xong rồi anh em vào anh em xem, anh em cứ bảo là đánh với cả rank rook, với cả rank bot. Đấy. Nhưng mà không anh em ơi, vẫn là rank queen thôi. Đấy, mà đánh hay quá thì anh em cứ thấy là tôi chơi nó cứ bị mạnh ấy. Đấy, hoặc là anh em có thể chọn clip bên phải để xem một trong những cái trận đấu mà tôi gặp anti fan nhá. Nó chửi tôi khiếp quá anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên cũng như là donate để hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên cái màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!